Em mang đến đây là những câu hỏi mà anh vẫn chưa thể trả lời. Tình yêu là thứ đã khiến anh đau và cũng mệt đến rã rời. Miệng thì bảo là ổn rồi, em có tin được không? Nếu em biết anh đang nói dối thì hãy cho anh bên em được không? Sài Gòn mưa dưới mái hiên, điếu thuốc thì vẫn chưa tàn. Anh tìm lấy cho mình góc riêng, cất nỗi buồn lấp lánh như vàng. Có thật là anh đang giấu hay là em chưa thấy điều đấy? Giọt nước mắt của anh lại rơi khi em bên ai vào buổi chiều ấy. Lạnh cả đầu bàn tay, anh không có một hơi ấm. Ừ thì cũng có ai nào hay, thằng con trai này cô đơn lắm. Cách mà em đối xử anh lại xem như cà phê đắng. Em không phải là người vô tâm vì anh đâu phải người em lo lắng. Em trao cho anh đôi mắt tình để cơn say này bất mình. Mơ một bóng hình chỉ vài giây ở trong khoảnh khắc nhìn. Để rồi tất cả cũng chỉ chắc là những điều không xảy ra. Nghĩ trong đầu yeah anh biết mà. Muốn nước mắt anh rơi thì không có dễ đâu em. Cũng chỉ vì nỗi nhớ về cùng anh mỗi tối thâu đêm. Muốn nước mắt anh rơi thì không có dễ đâu em. Cỡ vì đâu mà để giọt lệ này khiến vết thương mình phải đau thêm. Muốn nước mắt anh rơi thì không có dễ đâu em. Muốn nước mắt anh rơi thì không có dễ đâu em. Muốn nước mắt anh rơi thì không có dễ đâu em. Bé.